Xin chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Đầu tư từ đâu. Chúng ta cùng đến với phần nhận định thị trường cho phiên ngày mai, ngày 11 tháng 10. Thế thì đóng cửa phiên ngày hôm nay, ngày 10 tháng 10 thì VN Index vẫn tăng được hơn 6 điểm. Với thanh khoản giao dịch trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy cải thiện hơn. Thanh khoản sau khi trừ đi thỏa thuận là khoảng hơn 14.000 tỷ. Tuy nhiên nếu mà nhìn vào cây nến đóng cửa cuối phiên thì chúng ta thấy rằng là giá đóng cửa về sát cái giá thấp nhất ngày hôm nay. Điều này cho thấy là áp lực bán chủ yếu thanh khoản tăng lên bởi vì bắt đầu áp lực bán gia tăng ấy, khi mà VN Index tiến gần đến cái cản mạnh cái khu vực quanh quanh 1157 cái đường MA 100 này rồi là đường MA 20 và Fibo 0.236 đang là một cái vùng cản tôi nghĩ là rất là mạnh. Đấy, chúng ta thấy nhà đầu tư nước ngoài ngày hôm nay vẫn bán ròng khoảng 285 tỷ trên giá đô. Thế thì với tín hiệu ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng là có thể cái đợt tăng sẽ kết thúc từ ngày mai. Đấy, và sẽ làm cái quá trình kiểm tra lại cái đáy đáy tiếp theo. Nếu mà tạo ra một hiện tượng dâng đáy, tức là tạo ra đáy sau cao hơn đáy trước thì nhịp điều chỉnh này VN Index sẽ không được phép gãy cái đường MA 5, gãy cái khu vực 1120. Thế thì nếu mà không gãy thì nó sẽ tạo ra một cái vùng tích lũy trong khoảng từ khoảng 1120 cho đến khoảng 1160 và có thể VN Index sẽ có một đến 2 tuần đi ngang ở quanh khu vực này để chờ đợi những cái tín hiệu tiếp theo. Và rõ ràng là trong cái bối cảnh thị trường như thế này thì chúng ta lưu ý là nếu mà chúng ta muốn tận dụng cái nhịp này, cái việc mà kiểm tra đáy có thành công ở cái khu vực 1120 giờ này chúng ta chưa kết luận được nhá. Đấy, chúng ta chỉ biết rằng là nếu cái điều này xảy ra thì sẽ có cơ hội thị trường sẽ đi ngang 1 đến 2 tuần quanh cái khu vực từ 1120 đến 1160, tạo điều kiện cho chúng ta thực hiện cái chiến lược đánh ngược thị trường ở cái phân khúc những cái cổ phiếu khỏe hẳn thị trường. Đấy, và lưu ý là cái tỷ trọng đối với chiến lược này vẫn chỉ nằm rơi vào khoảng độ 20%, và chúng ta sẽ phải chờ xác nhận khi mà tín hiệu tốt nhất là tôi nghĩ là sẽ phải từ giờ cho đến hết tuần. Đấy, nhưng tất nhiên là nếu mà đợi đến hết tuần rõ ràng hơn thì có thể những cái cổ phiếu khỏe hơn nó chạy rồi nên chúng ta có thể phân bổ vốn ngay. Nhưng trong cái bối cảnh điều chỉnh về kiểm tra đáy chưa biết có thành công hay không thì chúng ta tránh mua vào những cái cổ phiếu bắt đầu kết thúc nhịp 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 hồi. Ví dụ như một số các cổ phiếu nhóm chứng khoán ngày hôm nay đã có phản ứng điều chỉnh. Mặc dù thị trường đi lên nhưng chúng ta thấy không? Đấy, cái phân khúc tại sao tôi vẫn nói với anh chị là khi tận dụng cái sóng hồi của cổ phiếu thì lưu ý là khi quá đáy cắt lên MA5 xong thì trước mắt nó rất khó vượt được đường MA10, nên nếu mà chúng ta tận dụng sóng hồi này cứ lên quanh đường MA10 là chúng ta phải bán. Đấy. Và chúng ta thấy là nhóm chứng khoán bắt đầu phản ứng có tín hiệu đảo chiều khi gặp cái đường MA20. Đấy, và tất nhiên nó sẽ về giống như VN-Index, nó sẽ về kiểm tra lại đường MA5. Nếu mà kiểm tra thành công thì nó sẽ có một giai đoạn khoảng một tuần đi ngang từ đoạn giữa đường MA5 đến MA20 để chờ những cái tín hiệu, ví dụ như dòng tiền mua tăng hoặc là áp lực bán tăng lên. Thì hai cái điều này nếu mà áp lực bán tăng lên thì sẽ không giữ được đáy cũ, mà nếu mà tiền tăng lên thì sẽ bứt ra khỏi cái cản MA20. Nên chúng ta lưu ý là trong cái bối cảnh thị trường kiểm tra lại cái khu vực đường MA5 VN Index thì chúng ta sẽ không tham gia ở nhóm những cổ phiếu mà ở trong sóng hồi từ đường MA5 đến MA20, vì đa số bắt đầu là tiệm cận đường MA20 rồi, giống như là GVR này. Đấy, chúng ta thấy gặp đường MA20 cũng điều chỉnh. Đấy, hay như là GEX bắt đầu cũng chậm lại đảo chiều khi gặp đường MA20. Thế nên chúng ta lưu ý là những cái điểm mua với những cái mô hình kiểu như thế này, từ cái khoảng cách từ đường MA 5-20 là chúng ta sẽ không tham gia nữa. Chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào cái phân khúc những cái cổ phiếu khỏe hơn thị trường chung. Đấy, tí nữa chúng ta sẽ đi chi tiết vào những cái cổ phiếu đáng chú ý để xem có những cái cổ phiếu nào có cái điểm mua, thì nếu mà chúng ta muốn tận dụng cái 20% cái danh mục của chúng ta để tham gia cái phân khúc khó khăn này. Đấy, thì chúng ta sẽ tập trung vào cái danh mục cổ phiếu này. Đấy, để tránh nhiều trường hợp hôm nay có rất nhiều anh chị ngày hôm nay là mua dính vào cái bẫy sóng hồi. Đấy, và thông thường chúng ta cứ lạc quan, chúng ta nghĩ là kết thúc rồi. Đấy, kết thúc sóng hồi rồi chuyển sang một sóng tăng. Nhưng nếu mà chúng ta mổ xẻ chi tiết vào cái đồ thị phân tích kỹ thuật của từng cổ phiếu cũng như thị trường chung thì chúng ta đã điều này chưa kết thúc. Đối với giao dịch trên thị trường phái sinh,
Giao dịch trên thị trường phái sinh thì cũng giống như VN-Index, ngày hôm nay đóng cửa cũng về coi như là gần như là giá thấp nhất trong ngày, và cũng là một cái tín hiệu đảo chiều khi về gần cái khu vực Fibo 0.236 tương đương với đường 20, khu vực khoảng 1170. Thế thì nhìn vào đồ thị 15 phút, cái vùng hỗ trợ thì vẫn là đường MA5 rồi, là khu vực khoảng 1128. Thế nhìn vào đồ thị 15 phút thì chúng ta thấy là có tín hiệu đóng đóng lệnh long đấy, đóng lệnh long và chuẩn bị mở short. Đấy, lệnh long này thì chúng ta thấy là suốt từ cái lúc bắt đầu là tạo đáy cắt lên đường MA20 và xác nhận đường MA5 cắt lên đường MA20 khung 15 phút trong cái khoảng thời gian là ngày buổi chiều ngày mùng 6 tháng 10 đấy, quanh khu vực 1128 thì cho đến ngày hôm nay bắt đầu mới có tín hiệu xác nhận đường MA đường giá cắt xuống đường MA20 và đường MA5 cắt xuống đường MA20 theo khung 15 phút. Như vậy là đây là tín hiệu mở long này đấy, từ quanh quanh khu vực khoảng 1128 đấy, và đóng long lại là quanh quanh khu vực khoảng 1154 1155. Như vậy là cũng kiếm được khá khá đúng không đấy, kiếm được đôi chục điểm đấy, đôi khi là rất là nhanh thôi, phái sinh nó cũng có một sự hấp dẫn riêng. Thế bây giờ bắt đầu xuất hiện cái điểm sọt thì như hôm buổi video trước thì tôi có chia sẻ là chúng ta sẽ phải nhìn vào cái cận dưới. Thế thì đường MA5 theo khung ngày nó là khu vực khoảng 1129 và đường MA100 theo khung 15 phút nó là khu vực khoảng 1136. Như vậy giá đóng cửa hiện tại nếu ngày mai xác nhận cái nến đóng dưới 1156 thì rõ ràng là từ 1156 về 1136 có đủ dư địa rồi, có biên khoảng 20 điểm là chúng ta có thể tận dụng điểm sọt đấy, và cắt lỗ ngắn hạn chúng ta sẽ treo trên khoảng khu vực cách đấy khoảng 5 điểm, tức là khu vực khoảng 1161 đấy. Sọt thì chúng ta có thể sọt từ 1155, quanh quanh 1155 thì sẽ stop loss là cắt lỗ sẽ ở khu vực 1160, và chúng ta hy vọng cái nhịp này giảm về, không cần phải về đến kỳ vọng đến cái khu vực MA5 theo ngày từ 1129, chúng ta chỉ cần về đến quanh khu vực đường MA100 theo khung 15 phút khoảng 1136 đến 1137 là chúng ta đã kiếm được gần 20 điểm rồi. Đấy, và một cái số điểm như vậy so với tỷ lệ ký quỹ trên điểm vệ sinh là một cái mức khá là hấp dẫn. Đấy, và chúng ta lưu ý có thể tận dụng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển vào các cái cổ phiếu đáng chú ý để mà tham gia cái phân khúc. Cái phân khúc trước hết là phải nhấn mạnh là bắt đầu từ ngày mai tôi nghĩ là VN-Index sẽ quay trở về kiểm tra đáy nhá. Chúng ta cần phải 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 thống nhất lại là sẽ nhịp hồi này tôi nghĩ là đã kết thúc nhịp hồi, và bây giờ là quá trình kiểm tra đáy và xác nhận xem liệu là có tạo ra mô hình hai đáy, đáy sau cao hơn đáy trước, tức là tạo ra mô hình dâng đáy hay không, thì sẽ là phụ thuộc vào 2-3 phiên sắp tới để kiểm tra về cái khu vực 1120. Thế thì trong cái quá trình kiểm tra này chúng ta cũng sẽ không biết là sẽ kiểm tra thành công hay không, đúng không? Nếu kiểm tra thành công thì rõ ràng là rất là tốt, nhưng nếu không kiểm tra thành công mà lần này vỡ đáy khu vực 1120 thì tôi nghĩ là chưa chắc cái vùng 1110 này đã giữ được đâu đấy, và có thể nó sẽ trôi tiếp. Nên chúng ta lưu ý là trong cái quá trình thị trường kiểm tra đáy, chúng ta nếu mà chúng ta cảm thấy là muốn chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn, chúng ta có thể chờ chờ cho kiểm tra đáy rõ ràng sau đó thì tham gia sau. Nếu mà chúng ta vẫn muốn là gì, tự tin, tại vì thực ra cái xác suất kiểm tra đáy kể cả trong trường hợp mà điều kiện khó khăn nhất nó vẫn sẽ có 20% thành công, thì chúng bảo thôi tôi sẽ dành 20% tỷ trọng đầu tư của tôi vào cái giai đoạn này để tôi đánh cược cái gì quá trình kiểm tra đáy sẽ thành công đấy, và khi thành công như vậy thì tôi mua sớm tôi sẽ có lợi thế đấy, và trong cái quá trình mà thị trường điều chỉnh tôi sẽ chọn được những cái hàng đẹp đấy, và khi mà hàng đẹp thị trường xác nhận đáy rồi chắc chắn là những cái hàng đẹp nó chạy mạnh và lúc đấy tôi không có cơ hội mua nữa. Thế thì anh chị lưu ý là nếu mà yên tâm thì chờ qua hết tuần này cho kiểm tra đáy thành công xong rồi chúng ta bắt đầu mở mua. Nếu mà chúng ta muốn đánh cược thì tối đa 20%, và chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ không mua vào những cái cổ phiếu đang trong sóng hồi đấy, tại vì đa số các cổ phiếu như vừa nãy tôi chia sẻ, nhóm chứng khoán này, rồi là như GVR, như GEX bắt đầu có tín hiệu đảo chiều giống như thị trường chung về kiểm tra lại đường MA5 rồi. Nên đâm ra nếu mà chúng ta có tập trung phân khúc thì bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm những cái cổ phiếu trong cái danh mục đang khỏe hơn hẳn thị trường chung. Thế chúng ta sẽ rà soát các cổ phiếu trong danh mục tổng hợp. Đầu tiên là đến với thống kê. Thống kê cách đây 10 phiên thì khuyến nghị hai mã xác suất lãi 50%, như vậy chúng ta cũng có cơ hội thành công 50%. Tức là trong số ngày hôm nay là khoảng bao nhiêu mã đây? 16 mã, có thể có 8 mã
sẽ giúp cho chúng ta sinh lợi nhuận. Thế chúng ta xem là 8 mã đấy là 8 mã nào. Hy vọng chúng ta sẽ chọn đúng, vẫn là mô hình động lượng, mô hình giá và mô hình tích lũy phải ổn. DGC và DGC đã khuyến nghị rồi thì không khuyến nghị thêm, chủ yếu là chúng ta đang có sẵn rồi thì giữ tiếp. Tôi nghĩ là cái việc mà bắt đầu gặp cái thị trường bắt đầu rơi vào cái đoạn rung lắc rồi đấy, đấy những cái cổ phiếu khỏe như DGC là bắt đầu gặp rung lắc khi mà quanh cái cản 96.7 này chưa bứt được một cách 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 mạnh mẽ thì có thể sẽ lùi về lấy đà. Đấy chỉ cần nó không gãy cái đường 20, không gãy đóng cửa sau 2 giờ không dưới cái khu vực 915 thì tôi nghĩ là anh chị nào mà đã mua trước đó quanh khu vực 93 rồi thì kỹ giữ tiếp thôi. Đấy, tại vì nếu mà không gãy nó thị trường chỉ cần là có tín hiệu cân bằng thôi. Tôi nghĩ cổ phiếu này đi lên và hoàn toàn có thể sẽ lên cái khu vực quanh 110. Đấy thì chúng ta lúc đấy chúng ta chốt lời thì mọi thứ lưu ý tỷ trọng nhá. Đấy chúng ta lưu ý tỷ trọng. Đấy, động lượng vẫn ổn, xu hướng giá thì vẫn ổn, tích lũy vẫn ổn nên chúng ta không có gì phải lo lắng quá cả. GMD thì cũng đang gặp cản ở quanh cái khu vực một Fibo 1.414 vùng khoảng 6869 thì đang có tín hiệu quay đầu. Đấy, nhưng động lượng vẫn tốt, xu hướng giá vẫn tốt nên cũng chỉ cần cổ phiếu này không gãy cái đường A20 khu vực 624 thì tôi nghĩ là cứ yên tâm giữ tiếp. Đấy thì mục tiêu gần thì vẫn chờ khu vực 69. Đấy, còn nếu mà thị trường cân bằng được và tạo đáy thành công thì có thể kỳ vọng lên cái khu vực khoảng 73 74. VHC mấy cổ phiếu này thì chúng ta đều khuyến nghị mua rồi. VHC thì cũng vậy thôi, cũng đang gặp cản ở quanh khu vực 836 nhưng mà xu hướng động lượng vẫn ổn, xu hướng giá vẫn ổn, vùng tích lũy vẫn ổn. Đấy thì chỉ cần nó không gãy cái khu vực 785 thì chúng ta cứ giữ tiếp. Đấy, và chờ đợi thị trường cân bằng có thể cổ phiếu này bứt tiếp và lên cái vùng mục tiêu quanh quanh khu vực 91 92. PVChan thì hôm nay điều chỉnh hơi sâu một chút. Đấy, nhưng cũng vẫn giữ được cái động lượng tích cực. Đấy, và không gãy MA5, không gãy MA20. Thế thì bây giờ chúng ta có thể giữ tiếp, mua rồi giữ tiếp, chưa mua thì có thể tranh thủ nếu mà đợt này nó về đến quanh khu vực 27, sau đó nó có tín hiệu tạo nến rút chân thì chúng ta có thể mua quanh 275. Đấy, cắt lỗ ngắn hạn chúng ta sẽ để khu vực khoảng 264 và kỳ vọng là nhịp này thị trường nếu ổn cổ phiếu sẽ bứt ra cái khỏi cái cản 29. Đấy, cản 29 có vẻ rất là mạnh đúng không? Đấy, phi bộ 1.0 bứt ra đây thì sẽ hướng đến vùng mục tiêu khoảng 33. HAH mua rồi thì chúng ta không cần phải mua nữa, đấy, chúng ta quản trị rủi ro thôi. Ê, bây giờ HAH thì cũng lại tưởng bứt được cái vùng cản 42 lại quay ngược trở về. Thế thì bây giờ thôi, động lượng vẫn ổn thì chúng ta vẫn giữ tiếp thôi, vẫn chặn dưới theo đường 20. Đôi khi cũng phải cho cổ phiếu cơ hội chứ bây giờ thị trường bắt đầu vào những cái giai đoạn điều chỉnh như này rất là khó đòi hỏi các cổ phiếu bứt phá được mạnh. Đấy, và HAH thì lại bị bán nhiều ở cái phiên ATC. Đấy, thế thôi, theo tôi là cũng giữ tiếp. Đấy, giữ tiếp và chặn dưới theo đường 20, không gãy 20 thì vẫn kỳ vọng là nhịp này thị trường ổn định xong thì cổ phiếu vượt lên quanh cái khu vực 47 chúng ta chốt lời. VGC thì mới xuất hiện đúng không? VGC thì đang loanh quanh ở Fibo 0.618 vùng 58 động lượng ổn. Thế thì khu vực này nếu mà muốn canh mua hôm nay cũng đang đỏ nhẹ, nếu lùi về một chút xíu nữa tại vì có thể nó cần phải lấy đà thêm. Đấy, lấy đà thêm để bứt ra khỏi cái khu vực 51 để vươn lên cái vùng mục tiêu 58. Thế thì có thể tranh thủ nếu mà nó lùi về quanh khu vực khoảng độ 495 cho đến 50, tức là khoảng độ từ 49 quanh quanh 49 đến 495 thì chúng ta có thể canh mua. Cắt lỗ ngắn hạn chúng ta sẽ để khu vực 477. Đấy, và kỳ vọng nhịp này chỉnh xong xuôi đi lên tiếp thì hướng đến vùng mục tiêu 58. DCM thì hôm trước cũng chạy hơi nhanh nên đang có tín hiệu lùi về thì thôi, trước đấy chúng ta mua rồi thì không phải mua thêm, tại vì cổ phiếu như DCM thì tôi nghĩ là bắt đầu chờ để bán là chính nên chúng ta sẽ nâng cái chặn dưới, không dùng đường 20 nữa mà chúng ta muốn bảo vệ thành quả chúng ta dùng đường MA5. Đấy, đường MA5 giờ khu vực khoảng 34.7, nếu gãy 34.7 thì chúng ta phải bán, còn nếu không gãy 34.7 thì chúng ta kỳ vọng tiếp. Đấy, và chắc là cũng chỉ kỳ vọng lên quanh khu vực 40 thôi. Đấy, thì giai đoạn hôm hôm trước đó thì
thì nó chạy mạnh, nhưng ngày hôm nay điều chỉnh về thì chắc là do cái áp lực bán chốt lời ngắn hạn, tại vì nhiều nhà đầu tư cũng nghĩ rằng là thị trường sẽ có thể sẽ điều chỉnh vào phiên ngày mai và ngày kia. Và khi mà điều chỉnh như vậy thì nó có thể gây sức ép bán lên nhiều cổ phiếu, nhất là những cổ phiếu đã có nhiều lợi nhuận rồi. Đấy, đối với DCM so với giai đoạn vừa rồi, so với các cổ phiếu thì rõ ràng là tỷ lệ mất gần như không có, và tỷ lệ được như thế này là tôi nghĩ là tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro rất là cao, nên đâm ra nó đang chịu áp lực chốt lời. IDC cũng mới xuất hiện, IDC cũng có thể là cân nhắc được, nhưng cũng là 3-4 phiên lên liên tục thì có thể với cái nến đảo chiều ngày hôm nay thì sẽ có cái quá trình lùi về. Động lượng vẫn ổn, xu hướng giá ổn, tích lũy ổn. Thế thì nếu mà lùi về thích mua thì có thể tranh thủ lúc thị trường điều chỉnh, cổ phiếu này về quanh 47 thì canh mua, cắt lỗ ngắn hạn thì sẽ để khu vực 457. Đấy, kỳ vọng gần thì sẽ hướng lên khu vực mục tiêu 51. Còn nếu mà thị trường không thủng đáy cũ mà cân bằng đi ngang thì có thể kỳ vọng nó lên tiếp khu vực khoảng 28, 58. Trường hợp tiếp theo PC1 cũng mới xuất hiện. PC1 hôm nay cũng khỏe. Đấy, nhưng mà trước cái áp lực bán về cuối phiên thì cũng không giữ được cái giá trần và đang lùi về. Thì do nó mới bứt ra khỏi cái Fibo 0.786 vùng 315 thì có thể nó kiểm tra lại thôi. Thì tôi nghĩ hoạt động kiểm tra lại bình thường, động lượng tốt, xu hướng giá tốt, vùng tích lũy tốt. Thế thì đối với PC1 nếu lùi về quanh cái khu vực 316, 317 thì tôi nghĩ là cơ hội mua. Đấy, từ 315 cho đến 32 tôi nghĩ là cái cơ hội mua để kỳ vọng là thị trường cân bằng một cái, không thủng đáy cũ thì có thể hướng lên vùng mục tiêu 37. Đấy, và cắt lỗ ngắn hạn thì chúng ta sẽ để khu vực 30. HHV cũng mới xuất hiện. HHV thì ngày hôm nay điều chỉnh thì tôi nghĩ cũng bình thường, tại vì thị trường áp lực chung bán thì ngày mai quan sát cái vùng hỗ trợ đường A5 tương đương 20 khu vực 164, động lượng thì vẫn ổn, xu hướng giá thì vẫn ổn, vùng tích lũy thì tôi nghĩ cũng ổn, nhưng nó có một cái vùng cản ở quanh khu vực khoảng 17.8 cho đến 18. Thế thì rất có thể là nó đang gặp cái vùng cản này nên nó đảo chiều, thì ngày mai xem cái yếu tố rút chân như thế nào. Đấy, nếu mà tạo đáy thành công trên 16 năm đấy thì chúng ta có thể canh mua quanh cái khu vực 16.8 này thì cũng không vấn đề gì. Đấy, mục tiêu gần thì kỳ vọng 17.8, còn nếu thị trường ổn đấy, bứt ra khỏi 17.8 thì sẽ kỳ vọng cái vùng mục tiêu 19.2, cắt lỗ ngắn hạn thì chúng ta sẽ để ở khu vực 16.4. ANV thì thôi cũng khuyến nghị nhiều rồi thì cũng không khuyến nghị mua thêm, bây giờ chúng ta giữ thôi. Thế thì đối với cổ phiếu này thì ngày hôm nay cũng gặp cái áp lực bán cuối phiên, nhưng tôi nghĩ về đà này động lượng vẫn ổn, xu hướng giá có vẻ vẫn ổn thì chúng ta vẫn giữ tiếp. Đấy, vùng tích lũy tôi nghĩ vẫn quanh cái vùng tích lũy thôi, vẫn kỳ vọng tiếp ở quanh khu vực vùng mục tiêu 45, 45 năm. Đấy, và cắt lỗ ngắn hạn thì chắc là tôi nghĩ là với một cái nhịp đã tăng rồi có thể chúng ta đẩy lên đường MA5. Đấy, nếu gãy cái khu vực 37.6 thì chúng ta cắt lỗ ngắn hạn, còn nếu không mà không thì chúng ta giữ tiếp. GEG cũng mới xuất hiện, nhưng mô hình GEG thì tôi đánh giá không cao bằng PC1. Đấy, bởi vì sao? GEG thì đường MA20 nằm dưới, ngắn hạn thì ổn, tức là MA5 trên đường MA20 và giá trên cả MA5, MA20, hướng của MA20 là hướng dần lên trên. Đấy, tuy nhiên trung hạn thì không đẹp, đường MA20 nằm dưới đường MA100, hướng của đường MA100 thì hơi chúc xuống, nên đâm ra tôi nghĩ rằng nó rất là khó chạy xa khỏi cái đường MA100 này. Đấy, thì bây giờ nó đang vượt khỏi MA100 và chưa xác nhận được MA20 cắt lên MA100, thì theo tôi cái điểm mua quanh đây là cái độ tin cậy không cao đấy, để mà đạt được cái hiệu quả trong ngắn hạn, nên theo tôi sẽ không khuyến nghị đối với cổ phiếu GEG. Phú Tài thì gần đây có những cái thông tin không tốt liên quan đến Phú Tài, nên thôi chúng ta cũng không canh mua nữa, động lượng cũng đang đảo chiều như thế này rồi thì chúng ta sẽ canh bán. Thì có thể chúng ta lo ngại về những cái thông tin về việc đấy, anh chị có thể xem trên cà phê ép về những cái thông tin liên quan đến là có nguy cơ mất vốn đến 80 tỷ, nên đâm ra là chúng ta canh bán cổ phiếu này đang có tin xấu như vậy liên quan đến mất vốn thì chúng ta cũng không mong muốn, nên thôi chúng ta không canh mua và canh bán nếu mà chúng ta đang có sẵn. Thế nên nhiều khi là chúng ta thấy là trong hoạt động đầu tư nhiều khi nó có những cái rủi ro mà không thể lường trước được. Đấy, nhất là những cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoặc là bán hàng, đấy, nhiều khi là nợ đơn hàng rồi bên 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 nợ chúng ta nó phá sản, nó gặp một cái vấn đề gì đấy nó không thanh toán được. Đấy, hoặc là trong quá trình sản xuất kinh doanh của chúng ta đang xuất khẩu vào một đất nước nào đấy nó gặp những cái thuế má hàng rào thuế quan có thể ảnh hưởng đến, nên đâm ra là nói chung là đầu tư là có rủi ro, cho dù mọi thứ đang rất ổn, mọi thứ đang diễn biến, nên chúng ta luôn luôn phải phải việc kiểm soát rủi ro. Nên tại sao mà tôi vẫn hay khuyên các anh chị là nếu mà đầu tư chung và dài hạn thì nên tìm những cổ phiếu đầu ngành thương hiệu lớn để chúng ta tránh, tại vì khi mà
doanh nghiệp lên được đầu ngành và có cái quy mô lớn thì họ đã gặp, thực ra để mà lớn được họ đã gặp rất nhiều cái khó khăn rồi đấy, và họ đã chứng minh được là họ đã vượt qua khó khăn trong trong những cái bối cảnh đó, thì cho dù có gặp phải khó khăn thì chúng ta cũng có thể đặt niềm tin họ có thể vượt qua một cách dễ dàng, và trong cái quá trình khó khăn là cái cơ hội chúng ta được mua rẻ. Thì lưu ý trong vấn đề chọn doanh nghiệp để mà chúng ta đầu tư. TNG cũng mới xuất hiện đúng không? Cũng khá khỏe, động lượng ổn, xu hướng giá ổn, tích lũy ổn. Đấy, ngày hôm nay cũng khá ổn. Thế thì chúng ta có thể canh mua, đây cũng quanh vùng tích lũy thôi. Đấy, có thể quay canh mua quanh 21. Đấy, nếu mà hôm nay cản đấy lên nhiều rồi thì nếu ngày mai tròng trành về, tại vì nó đang có một cái cản ở quanh khu vực 21.8 thì có thể nó chưa vượt được ngay, tại vì thị trường cũng đang đang có quá trình kiểm tra đáy, thì chúng ta có thể tranh thủ nếu nó lùi về quanh 26 thì canh mua 26 27. Đấy, cắt lỗ ngắn hạn thì chúng ta sẽ để khu vực 10 19.9, nếu gãy 19.9 thì chúng ta phải cắt lỗ ngắn hạn. Đấy, còn nếu không gãy thì chúng ta sẽ kỳ vọng nhịp này nó bứt ra khỏi 21.6 để vươn lên cái vùng mục tiêu loanh quanh khu vực 25 đến 26. VOS VOS thì cũng mới xuất hiện. Thực ra trong nhóm cảng biển thì VOS đuối nhất. Đấy, nhưng cũng được, tại vì cái ngành nghề này tôi thấy là cũng đang được hưởng lợi. Thế thì VOS thì cũng đang có cái động lượng ổn, xu hướng giá ổn, vùng tích lũy ổn. Thế hôm nay thì cuối phiên đỏ thì có thể chờ đợi cổ phiếu này lùi về quanh 13. Đấy, thì canh mua cắt lỗ ngắn hạn thì sẽ để khu vực khoảng 10 12.7. Đấy, và kỳ vọng tất nhiên là chúng ta không thể kỳ vọng vùng mục tiêu 14.1 rồi. Đấy, ít quá. Thì kỳ vọng là nhịp này thị trường ổn, nó có thể bứt ra khoảng 14.1 để vươn lên cái vùng mục tiêu 16 đến 17. Long hậu thì trước đó chúng ta cũng chia sẻ rồi, mua rồi thì cứ giữ tiếp và siết chặt cái rủi ro thôi. Siết chặt theo đường 20 thì bây giờ đường 20 ở khu vực khoảng 31, có thể Long hậu sẽ cần tích lũy thêm, tại vì động lượng nó đang yếu dần. Đấy, thì có cần tích lũy thêm thì nếu mà chưa mua thì chúng ta đợi tích lũy ổn xong động lượng đảo chiều lại chúng ta tính mua sau. Đấy, còn nếu mà chúng ta đã mua rồi thì chúng ta giữ tiếp chặn dưới ở khu vực 31, nếu gãy 31 thì mới phải bán, còn nếu không chúng ta đợi tích lũy xong đấy, cổ phiếu bứt tiếp thì kỳ vọng chốt lời quanh cái khu vực Fibo 1.0 vùng 392. Rồi, như vậy là chắc là tôi sẽ dừng cái buổi chia sẻ hôm nay tại đây. Thì hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi của tôi sẽ hỗ trợ được cho anh chị và các bạn trong quá trình ra quyết định. Nếu mọi người vẫn gặp khó khăn thì có thể liên hệ mở tài khoản với ID 4088 eBroker để tham gia các cái nhóm tư vấn trong phiên dịch chúng tôi. Đấy, ngoài ra nếu anh chị và các bạn thấy video tôi vừa chia sẻ là hữu ích thì có thể like, share, đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Thế một lần nữa cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo của Đầu tư từ đầu.